Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ê, người, nó ngay ở đây. Ngay ở đây à? Ui dồi ôi, lên bảng. Gầy mìn nữa cơ à? Sợ quá nhờ. Cái FVD á hả? Đổi luôn FVD này. Mẹ nó vừa gầy mìn ở kia thôi anh em ơi. Mình nghe thấy tiếng gầy mìn mà. Bốn người chơi nữa à? Ok. Ê, tiếng chân khá là gần nha. Đậu xanh, thanh niên. Tính sơi kéo hả? Không đơn giản vậy đâu. Ai, tầm này chuẩn bị là mình sẽ quần máu phun ra nha anh em ơi. Bây giờ đây còn người. Bên dưới đây còn người nha. Ê, đai luôn rồi cơ à? Lẹ vậy. Vừa thấy bắn súng xong đã thấy đai rồi. Xuống thẳng phía dưới đi. Từ. Không nên lút đồ lúc này anh em ạ. Bởi vì nó đang ngay ở dưới mà. Lút đồ bây giờ cái là mình đai rồi đấy. Ở đây. Để coi nào. Nó ngay chỗ này à? Ơ. Đâu rồi mày? Đâu rồi mày? Lên bảng 3 kill. Căng thẳng phết nhờ anh em ơi. Phía trước con người này. Khá là gắt. Mình còn chưa kịp lút đồ nữa cơ. Để quần máu đã. Quần máu phun xíu này. Thì chơi game mới tự tin được. Ê, thằng nào chơi xuất căn vậy? Nó đang chuẩn bị có đây anh em ơi. Tôi chắc chắn nó đang chuẩn bị có đây. Đâu em ơi? Chỗ nào vậy? Không thấy nữa cơ. Chạy lè vậy. Tưởng tiếng bắn xuất căn bên này. Ê, nó chưa qua à? Cái đậu xanh đâu vậy? Chạy đâu hẻm ơi? Không thấy nó luôn đâu mọi người ạ. Thôi kệ vậy. Mình sẽ qua lại bên này và lút thêm đồ thôi. Không có người thì mình rút đồ thôi, chứ ngại gì đâu. Ở đây có gì không đây? Phá mát à? Rồi ok, đồ có phá mát là hợp lý rồi. Lên trên đi. Thằng ở trên nãy giờ là mình còn chưa kịp rút đồ nữa. Bởi vì là chúng nó bắn nhau căng quá. Thế mấy đạn súng chưa này? Thế thôi. Ơ, thế cái thằng nào mà vừa cầm shotgun ở ngay đây nhỉ anh em? Chưa thấy nó luôn này. Không biết nó đang ở chỗ nào cơ. Chúng ta có giáp 2 mới nha, ngon. Thêm tiền máu cũng khá là cần thiết nhá. Ơ, cái thằng cầm shotgun ở đây nó chạy rồi anh em ơi. Có thể là nó chạy lên trên cái phía cổng trời rồi. Đi thôi. Lên trên kiếm tốt thôi anh em ạ. Ây da, để mình coi nào. Người đâu không thấy nữa cơ. À từ. Đây rồi, tưởng ở đâu cơ. Ê đừng vào đây, đừng như vậy. Mình đang quần máu đã, đừng như vậy. Mình đang quần máu đã, đừng như vậy bạn ơi. Nó ngay ở trong rồi. Nó chạy vào trong nhà rồi anh em ạ. Cẩn thận phía sau mình mà có người thì vỡ mồm. Không sao. Không có ai. Chạy qua đây sợ là bắn vãi. Ê đừng bắn đây. Đáng hết máu, đừng bắn thế. Đã bảo không có móc keo rồi cơ mà, thật này. Nhây thật đấy. Nhất thật đấy anh em ơi. Cái đậu xanh này anh có phá mát này. Rồi làm sao, muốn gì? Thích solo không? Thích thì chiều luôn. Nó nhảy xuống dưới rồi anh em ơi. Nó chạy à? Tính chạy à? À solo không nổi chạy à? Ok thôi. Anh mà vớ được chú thì chú xanh mộ nhá. Nó chạy xuống dưới này. Rồi xong. Mình chạy đi em ơi. Nó chạy thẳng xuống dưới luôn. À, cảm giác không ăn được kẹo chạy à? Chắc là nó cảm giác không ăn được mình rồi. Ok. Gặp mấy thằng nhát gan như này thì cứ xông thẳng vào mà chiến luôn anh em ạ. Đâu chạy đâu nhanh nhỉ. Bên này. Nhà này. Nó qua nhà này rồi anh em ạ. Nghe tiếng chân. Đoán biết liền nhá. Nhát chết này em này. Rồi, thêm máu hả? Hợp lý này, lại thêm tí máu này. Đây, mình vẫn đang 200 trên 200 máu luôn, full luôn. Có mình sơ này, xịt chơi. Một cái nữa này. Rảnh có mà anh em, xịt chơi thôi. Ê, anh em xịt cái bình nọ thì hết bình kia luôn.
nó sẽ không hiện cái còn lại đi. Thôi ok, lên cổng trời này, 23 người chơi nữa. Xem cố gắng làm trợ tốt đấy nhỉ anh em. Streamer chăm chỉ đến giờ vẫn còn like cho mọi người xem này. Hôm nay chăm chỉ đột xuất anh em ạ. Có xe, có xe. Có xe ngon không ạ? Đây, chuẩn bị lên con xe yêu dấu này và lên đường nào. Có xe xịn mà anh em. Xe phải gọi là chất lượng rồi nhá. Đây ok, mình chạy thẳng qua phía 210 đi. Ê, có người, có người. Có người nhà trắng hả em ơi? Tầm này đúng nhà trắng rồi. Bên này à? Vừa thấy lên qua lên quanh khu này cơ mà. Đâu rồi? Lẹ vậy. Cứ mỗi 2 túi máu. Đợi thử máu đi. Hợp lý. Bánh sự kiện này, bánh phô mai. Tầm này nó ở nhà trắng rồi anh em ơi. Tranh thủ, tranh thủ. Tranh thủ lượm cái giáp cái đã. Ok, không có lựu khỏi công luôn. Nể mấy đứa thủ nhà lắm anh em ạ. Thế nên là thôi, bye bye. Hẹn gặp lại mấy bạn thủ nhà sau nha. Mình không chơi với mấy bạn thủ nhà. Tầm này xuống khu dân cư kiếm thêm mạng là hợp lý nha anh em. Nào, người đâu? Ồ, 17 người chơi nữa. Rồi nhà để xem nào, xem là các chú đang ở đâu. Ê thính này. Qua thính, qua thính. Qua thính luôn. Hợp lý nhở. Chạy xe lách lách một tí sợ chúng nó bắn bể đều lắm anh em ạ. Xe lượn như cá cảnh. Phóng lựu. Không chơi, không chơi. Bữa nay là phóng lựu cho nó có giáp chống nổ cũng như không à. Khá là khó chơi. Thế nên là mình chơi MP10 mình cảm giác vẫn tốt hơn phóng lựu. Lái xe lách qua tảng đá đấy. 14 người chạy đã nha anh em ơi. Không biết là bây giờ chạy đâu kiếm người cho dễ nhở. À đây, trên này có người đấy. Trên này có người anh em ạ. Chỗ nào đây? Trên tầng á hả? Chắc là trên tầng rồi. Đậu xanh này làm sao? Ui, dính phun chảo luôn cái đậu xanh. Phun chảo hả? Đứng lại mày. Đứng lại mày. Dính phun chảo, thế mới cay anh em ạ. Số nhỏ. Số nhỏ phết nhở. Nó đâu rồi? Bên này à? Bắn kiểu auto dính toàn chảo. Vãi trưởng thật. Nó chạy rồi. Chạy lẹ thế. Chắc là quần máu ở chỗ nào rồi anh em ạ. Thằng bé chạy lẹ ghê vậy. Cứ qua Ska nha. Đổi súng nhanh gọn thôi. Nó chạy mất tăm mất tích rồi anh em ạ. Cái động xanh. Gặp mấy thằng nhát trên này mệt ghê vậy. Solo thì không solo lại chạy. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Tưởng ở đâu? Mà sao kiểu cảm giác lắc lắc như hách vậy? Cái đậu xanh này. Chảo nữa không em ơi? Chảo nữa không em ơi? Có chảo nữa không em ơi? Làm sao mà hết lúc nào cũng chảo được? Lúc nào cũng chảo được vậy? 5 kill. Ui 3-3 này, thơm. Ê, ui vãi trưởng. Nó bị lag anh em ạ, tưởng đằng sau có người nữa. Vãi trưởng thật. Nhiều khi game nó lag giật hết cả mình anh em ạ. Có chảo rồi nhá. Cái chảo thần kỳ đỡ cho nó bao nhiêu viên đạn rồi anh em ạ. Đây tôi xem lượng thêm máu này. Hợp lý nhở. 7 túi máu rồi. Chắc bị giảm thanh thôi. Let's go công ạ. Tiếp tục lên xe săn mạng nhá. Đi luôn chứ ngại gì mà không đi. 12 người chơi nữa. Cố gắng kiếm cho tốt nữa nhở anh em ơi. Chỉ có điều là trận này thì mình không có nhiều bom keo thôi. 11 thằng nữa. Ok ok. Vào chỗ này săn mạng không ạ? À để xem là chúng nó đang ở đâu này. Ê, phía trên có người. Chạy cẩn thận anh em ơi, không nó bắn bể đầu, sợ lắm. Sợ lắm luôn anh em ạ, sợ chúng nó bắn bể đầu lắm. Nên là phải chạy cẩn thận này. Vòng qua vòng lại cẩn thận thôi nha anh em ơi. Bạn ơi đừng bắn bể đầu mình nha, mình sợ, mình sợ, mình sợ. Ê, thằng bé đâu rồi? Đây rồi, đây rồi. Đây rồi nha em ơi. Lên bảng. Có thằng nào nữa hay không nhỉ? Lùi xe. Lùi xe vẫn được, không sao. Mình nhớ lại bên trên là còn người thì phải.
Ôi vãi trưởng, xuống xe. Đi bộ được rồi anh em ạ, lái xe kiểu ngáo thế. Công nhận là mình lái xe ngáo thật. Ui, bọn thủ căng vậy. Chạy lẹ, chạy lẹ, chạy lẹ anh em ơi. Bọn rát phê anh em ơi, một giây anh em mất hai máu nhá. May của S thì đang Kelly, đậu xanh. Bọn này bọn mấy vậy? Ui, bọn này bọn thứ hai rồi cả. Thảo nào, thảo nào thấy rát máu thế nhỉ anh em. May của S thì đang Kelly này, chạy thôi. Em một đứa chạy phía trên. Thôi tôi xuống dưới, tôi chạy xuống dưới. Không nó sấy cho thể lại acid anh em ạ. Chạy cẩn thận thôi nha anh em ơi, chạy thẳng xuống dưới thôi. Không dám chạy lên trên luôn cơ. Ây, đang như này. Bây giờ mà solo với nó thì có khi là hai đứa chiếc quần bo để lại cơ hội chiến thắng cho mấy bọn còn lại. Nên thôi cứ chạy đã tính sau anh em ạ. Giữ mạng sống của mình cái đã. Rồi ok, từ 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 từ. Từ từ mình quát xưởng luôn anh em ạ. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ê, trong xưởng có người. Căng, 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 từ 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 anh em ạ. Thế này hơi căng rồi. Mình thấy là nó đang núp ở sau mấy cái thùng thì phải. Hên xui, hên xui. Thế luôn, tập này hên xui dã man luôn anh em ạ. Mình có hai bông keo. Rồi ok, bò quá đẹp, cột máu thôi. 7 tháng nữa hay lắm. Ok, tôi sẽ cố gắng săn cho nó. Làm trận top 1 nữa. Offline là vừa. 6 thằng. Nào để xem nào. À à. 6 thằng nữa cơ à. Để mình xem nào, xem chúng nó ở đâu anh em ạ. Trước mặt, trước mặt. Ê, nhìn như có người nhưng mà không phải. Đi qua lỗ chó chui này. Tầm này có vẻ nguy hiểm ghê vậy. Thề, chạy đoạn đường này cảm giác tôi sợ vãi trưởng anh em ạ. Trên trò nhá, lên được cái trò kia thì ngon. Lên được cái trò ngoài này anh em ăn sẽ khá là nhiều kill đấy. Bởi vì tí cho nó chạy bo vào đây mà. Mà mình không biết là trên trò có người chưa. Chắc là chưa đâu. Lên trò thủ tạm đã. Hợp lý nhá. Tầm này lên được cái trò này quá ổn luôn. Rồi ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây không ạ. Có giảm thanh cho Scar mà. Tí tao hồn mà sấy. Ê, có người, có người. Có người, đậu xanh này. Đậu xanh nhé mày. Úi dồi, làm sao đấy. Làm sao đấy mày. Làm gì vậy. Làm gì vậy mày. Lên bảng. À, chạy lên tính săn anh à. Không dễ thế đâu em ơi. Có bộ sửa giáp này. Mày có một ít hay không. Thằng này đồ nghèo vậy. Nó không có bonic anh em ạ. Sửa giáp, sửa giáp. Sửa giáp cái đã. Rồi hợp lý. 4 thằng nữa. 4 thằng nữa vẫn nên trang bị giảm thanh. Chưa nên trang bị đồng súng 3 làm gì. Tí thì mình kiểu như là còn 3 đứa thì trang bị đồng súng 3 bắn cho giáp thôi. Thì ngay ở ngoài. Không biết bao thua ở đâu. Cố gắng ngồi canh vậy. Ngồi canh cẩn thận luôn chứ ngại gì. À, từ từ để mình coi. Các bạn đâu rồi à? À à à. Chưa thấy chúng nó anh em ạ. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Thật sự là khá là hồi hộp và căng thẳng. Ok anh em, mình vẫn đang trong mo. Ngon. Để mà nói thì cái mo này khá là ngon anh em ạ. Khá là có lợi thế cho mình nhá. Ngồi đây quan sát tốt này. Nhưng mà chưa thấy được thằng nào. 4 thằng nữa chưa thấy, chưa thấy. Chưa thấy đứa nào dám chạy vào cả anh em ạ. Chắc là chúng nó cũng đang chờ bo như mình thôi. Bên trên này cũng vậy. Rồi ok. Cũng đang chờ bo như mình à. Để mình xem, để mình xem. Nói chung là cứ phải từ từ bình tĩnh. Ai, ngồi hơi mệt rồi nha anh em ơi. Lượm thêm đại tử liên đi. Khá là cần thiết đấy. Mấy mấy giây nữa thì bo mình thu lại cơ. Căng thẳng ghê nhờ. Xem cố gắng kiếm trận top nào, offline là vừa nào. Đây rồi, đây rồi. Một đứa chạy nha. Chạy đâu hả em ơi, chạy đi. Chạy đi em ơi. Chạy đi em ơi. Này, chạy đi em ơi. Chạy đi này, lên bảng điểm số này. Chạy nổi không em. Mình ngồi chỗ này có luôn giảm thanh nữa, quá ổn luôn. Ba thằng. Còn ai chạy bo không nhờ. Còn ai đăng ký slot chạy bo không. Chưa thấy, chưa thấy. Chứ lại phía sau không có đâu. Phía sau hết người rồi nha em ạ. Mình có hai quả bông keo. À đây, ở đây. Vẫn đang còn, vẫn đang còn, vẫn đang còn. Vẫn đang còn một đứa nữa anh em ấy đang ngồi gốc cây này. Chắc là nó chưa nhìn thấy mình đâu.
Vào đi, cứ thử vào đây đi em ơi. Cầm sẵn khẩu này rồi nha. Xem nó chạy đâu. Mình có liệu thằng này chết. Không có, có, mình không có liệu cơ. Rồi anh em ạ, thằng này hơi khoai đấy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ê, nó biết vị trí của mình rồi, nó biết vị trí của mình rồi. Không sao. Ê, phía ngoài, phía ngoài. Phía ngoài có một đứa nha, càng 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 càng. Làm sao đây? Tính nhầm gì đây? Tính nhầm gì đây? Tính nhầm gì đây? Tính nhầm gì đây? Lên bà. Giáp mới này ngon. Cút máu, cút máu. Bao keo, bao keo. Bớt cái này đi, lượm cho bao keo này anh em này. Nhiều bao keo ghê ta. Đúng rồi, phải lượm nhiều bao keo. Có chảo này, cố ra. Cố ra lên anh em ơi. Cút máu, cút máu. Bắn súng căng vậy. Từ 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 từ. Let go anh em ơi, let go. Nhiều bao keo để làm gì? Nhiều bao keo để làm gì anh em ơi? Để chạy bo. Đúng rồi, để chạy bo này. Nhiều bao keo để chạy bo chứ để làm gì nữa. Đừng mà này. Đừng mà này. Mình nhiều bao keo mà, sửa giáp này. Còn máu này. Ê, trận này dễ top 1 đây. Nó chạy, nó chạy. Anh có nhiều bao keo hơn cả chú nhá. Chạy đi em ơi. Câu liệu cả. Sợ quá nhỉ. Hơi sợ rồi nha bạn ơi. Mình không có liệu, mình có mỗi liệu chóa này. Câu chơi vậy thôi. 6 bao keo nữa. Làm sao đấy bạn ơi. Qua đây. Có dập vào đây, có dập vào đây này. Qua đây. Qua đây bạn ơi. Mình nhiều bao keo lắm nha bạn ơi. Xuống đây. Gầy mình cả. Làm sao đấy. Gầy mình cả. Xuống đây bạn ơi. Xơi nổi không? À thằng bé nó cũng xài này anh em ơi. Ui, yes. Đậu xanh 10 kill top 1 nhá. Tuổi gì em ơi. Quẩy lên. Ui dồi ôi, mấy cái thằng rơm rơm này làm sao mà ăn được kẹo đây. Xịt chữ Free Fire này anh em này. Chiến thắng này, xịt chữ Free Fire ăn mừng này. Ngon lành, top 1 10 kill nha. Với bộ trang phục rừng xanh thì phải. Ui, ok. Lên kim cương chưa? Yes, lên kim cương luôn. Kim cương 1 rồi. Trận này thì mình có 10 kill top 1 nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.